Tử vi thứ 7, ngày 22 tháng 10 năm 2016 của 12 con giáp. Ngày thứ 7 của người tuổi Tỵ không có điều gì cần phải lo lắng, luôn có một người bạn đồng hành đáng tin cậy ở bên, phát huy được tài lãnh đạo. Còn các con giáp khác sẽ ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Tý có tam hợp cục xuất hiện, làm việc lạnh lùng mà cũng gặp nhiều điều phiền phức. Họa ở khắp nơi, điểm không lành sẽ tìm đến cửa, nhất là đường tài lộc có điểm phá tài, tiền đến rồi tiền lại đi, ham đầu cơ lại hiếu thắng nên mất tiền. Được cái là bản mệnh nhanh nhẹn, giỏi ứng phó, cũng biết chiêu trò nên đầu xuôi đuôi lọt, tạm vượt qua các vướng mắc nhưng vẫn có thất bát. Tính toán không chi li thì mất khoản to chứ chẳng chơi, nên đừng lơ là, chủ quan, kể cả với người làm công ăn lương. Ngày thường tuổi Tý khá tình cảm, nhưng hôm nay do mệt mỏi nên không gần gũi người thân, ít nói chuyện tình cảm, tâm trạng khá nặng nề, thích yên tĩnh một mình. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xanh dương, quý nhân phù trợ, mão, ngọ. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi thứ 7 của người tuổi Sửu nên đi chùa cầu an để tĩnh tâm, tự tại và củng cố thêm lòng tin, vì bạn sẽ có một ngày nhiều bất an, lo lắng do thổ khí vượng, trong lòng nóng nảy, thường xuyên nghĩ ngợi không yên. Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Sửu có điểm báo bất đồng ý kiến, họa quan trường dịch dập và vấp phải sự phản đối của đồng nghiệp. Môi trường công sở cạnh tranh chưa bao giờ ngừng sóng gió, nhưng là người có tinh thần vững vàng, quyết đoán nên bản mệnh không quá kiêng sợ. Đặc biệt là nữ mệnh có nhiều khó khăn, tự mình gây dựng công việc, dễ có điểm thai sản, đào hoa xấu, dễ có tình nhân bên ngoài, làm gia đình xáo xào. Người đã lập gia đình, hãy chú ý tác phong, không nên cho người khác cơ hội hiểu nhầm. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, nâu, quý nhân phù trợ, Thân, Tý. Tử vi tuổi Dần. Tử vi thứ 7 của người tuổi Dần tính nhẫn nại kém nên dễ dàng hỏng việc, bản mệnh nóng nảy, hấp tấp, lại không biết cách đối nhân xử thế cho phù hợp nên công việc bất lợi, tranh chấp với người khác mà không thu được gì. Bù lại thiên quan gặp tỷ kiên, tài lộc tốt đẹp, có lộc trời cho, người tuổi Dần làm ăn khấm khá, được giới thiệu với khách hàng, đối tác, có cơ hội thuận lợi. Những mối quan hệ công việc cũng giúp bạn khá nhiều trong công việc làm ăn riêng nên tận dụng triệt để. Chuyện tình cảm có cả trời lớn khi mà đối tượng không được lòng cha mẹ, bị phản đối mạnh mẽ nên hai bên cũng không tránh khỏi lục đục, tinh thần mỏi mệt, tâm lý ly tán, thiếu tập trung. Còn số may mắn 5, 7, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão có một ngày đầy hứng khởi khi thực thần gặp chính quan soi đường, chỉ lối, giúp cho bản mệnh nhanh nhẹn, sáng suốt, mở mang được nhiều điều, học hành có tiến bộ, được trọng vọng. Bản mệnh thiếu học thì cử đỗ đạt. Người làm nghề tự do, kỹ thuật, nghệ thuật, thành công vang dội, đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cần kiềm chế lòng tham, kẻo vì tiền bạc mà đánh mất danh dự, liên lụy tới sự nghiệp. Tuổi Mão hay lo chuyện bao đồng, dễ bị người khác hiểu nhầm. Nam mệnh có điểm tư tình lung tung, vi phạm luân thường đạo lý, nữ mệnh lưu ý đức độ, hôn nhân bị lung lay. Con số may mắn 0, 4, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tý, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn có nhân duyên vận cực kỳ phát đạt, người gặp người thích, mới quen mà đã thân thiết, nói chuyện hợp ý, rất vui vẻ. Thổ vượng, hòa tịnh, cả người bừng bừng khí thế. Bản mệnh nên ra ngoài kết bạn, gặp gỡ với những người thành đạt để giao lưu, học hỏi và phát triển bản thân theo hướng tích cực. Những mối quan hệ này sẽ có lợi cho sự nghiệp và công danh của người tuổi Thìn, nhưng đây là quan hệ lợi ích chứ không phải quan hệ tình cảm, cần phân biệt rõ ràng. Thìn gặp đào hoa phong lưu, gây sự chú ý với những người khác phái, nhưng cần chú ý tác phong, nhất là nữ mệnh, cần giữ mình, không mang tai tiếng hay phải chịu thiệt thòi, bị lừa tình. Dùng tình đổi lấy công việc không phải là ý hay đâu. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp báo hiệu người tuổi Tỵ có quý nhân đang nhanh chóng tới giúp vận trình. Kim vượng quý nhân không có điều gì cần phải lo lắng, luôn có bạn đồng hành đáng tin cậy ở bên, phát huy được tài lãnh đạo. Nhưng hôm nay cũng có khá nhiều tiểu nhân rình rập để bôi nhọ danh dự và chia xấu bản mệnh, nên tuổi Tỵ phải cẩn trọng, làm việc từ tốn, có trước có sau, chu đáo tỉ mỉ để không có lỗi lầm. Người theo nghiệp quan trường có họa đến cửa, kim quý nhân chỉ giúp được phần nào, còn lại tự mình gánh vác.
Tuổi Tỵ có điểm thương tật, phẫu thuật nên chuẩn bị chu đáo và thăm khám kỹ càng để hoàn thành tốt nhất. Bản mệnh cần tham khảo ý kiến của chuyên gia và những bệnh viện uy tín, tránh khám ở các cơ sở y tế không đạt yêu cầu. Còn số may mắn 2, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc các tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi thứ 7 của người tuổi Ngọ để phòng thị phi, cãi cọ vì Sửu Ngọ tương hại, tính khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xung đột vì chuyện nhỏ hoặc quá chấp nhận với người khác. Bạn đang thiếu kiên nhẫn và mất kiểm soát. Người tuổi Ngọ nhờ ngũ hành tương sinh nên sẽ gặp được những người tốt giúp bạn nhanh chóng vượt qua hoàn cảnh này. Đồng thời, đó cũng là nguồn cơn mang đến những điều lành trong công việc để sự nghiệp của bạn tiến xa hơn trong những ngày tới. Thời tiết nóng bức, tức tối thịnh nộ sẽ càng thêm bức bối trong người, thổ khí khô háo nên sức khỏe cũng kém một chút. Các bệnh do nóng trong như cảm sốt, nhiệt miệng, sưng viêm đang thử dịch tấn công người tuổi Ngọ. Con số may mắn 4, 8, 5 giờ đến 17 giờ, màu sắc các tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, mão, tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi thứ 7 của người tuổi Mùi có sự mùi tương xung, quá hiếu thắng nên gặp họa về công việc, bị người khác ghen ghét, kết bè kéo cánh để vùi dập. Bản mệnh tính cách khá cực đoan, không nhẫn nại, hay quên, thích nịnh nọt nên rất dễ bị lừa gạt, đâm sau lưng. Những trở ngại đó làm cho bản mệnh thua thiệt, công danh không khởi sắc, có thể bị cấp trên phê bình, phạt tiền và làm tăng ca, thêm giờ. Nếu mất bình tĩnh, sự việc sẽ càng đi xa hơn, có thể sẽ mất việc hoặc phải thuyền chuyển vị trí công tác. Gia chạch biến động, người trong nhà lời ra tiếng vào, bất đồng ý kiến. Bản mệnh có những điểm khác biệt rất rõ về quan điểm sống và phong cách hành động, nên không mấy mặn mà với việc về nhà hay hỏi ý kiến người thân. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc các tường đỏ, xanh dương, quý nhân phù trợ, dần, hợi. Tử vi tuổi Thân. Tử vi hàng ngày của người tuổi Thân nhất định phải đề phòng và lưu ý kiếp tài ẩn mệnh, vận trình cực kỳ tệ, liên tiếp xảy ra những chuyện rắc rối không như mong muốn, khiến cho bản mệnh phải lo lắng, tính toán rất nhiều, tiêu một khoản tiền lớn ngoài mong muốn. Người tuổi Thân cá tính cực đoan, đi theo chiều hướng xấu do tiểu nhân lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi và bị ức chế tinh thần. Sự nghiệp tuổi Dốc, tài lộc không có, nhìn đâu cũng thấy chán nản, thất vọng, lại dễ bị cãi cọ với lãnh đạo, khiến thay đổi công việc. Quan hệ cha mẹ con cái xa cách, không thể giải quyết mâu thuẫn với người lớn. Người tuổi Thân có tâm sự, có sự khác biệt lớn từ suy nghĩ, nên sinh quan, thái độ cuộc sống, hứng thú, sở thích giữa hai thế hệ nên nảy sinh bất đồng, càng ngày càng khó tháo gỡ. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc các tường vàng, cam, quý nhân phù trợ, hợi, dậu. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu có một ngày thứ 7 tam hợp nên tiền bạc hanh thông, làm ăn thuận lợi, sự nghiệp trôi chảy. Bạn có cá tính, có niềm tin, phương hướng và hành động rõ ràng nên tìm thấy thành công nhanh chóng, không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Ngũ hành thuận sinh, sức khỏe dồi dào, tuổi Dậu đang trong thời kỳ thịnh vượng, lúc nào cũng vui mừng hớn hở. Phúc khí về nhà, trăm hoa đua nở, hãy mau mau xúc tiến việc tình cảm riêng tư để xong nghỉ lâm môn, về đến nhà tránh vật sắc nhọn và không lui tới những nơi nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho thân thể. Làm việc căng thẳng thì nghe nhạc thư giãn, tránh lao động quá độ. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc các tường vàng kim, nâu, tí, dậu. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất gặp điều không may mắn về sự nghiệp trong thứ 7 này, vì chính sự tuất hình vô ơn, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, lên tiếng vì công bằng, lẽ phải. Nhưng thật thà, chính trực, thường thua thiệt, chịu không ít công kích từ tiểu nhân, bị lợi dụng mà không biết. Bản mệnh đối nhân xử tế đàng hoàng, trượng nghĩa, có uy tín, thích hợp với những nghề luôn có ý tưởng và mục đích như cảnh sát, công an, luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên. Do tính cách tốt, biết cách làm vừa lòng cộng đồng, tập thể nên tuổi Tuất dễ được mọi người yêu mến và tin tưởng. Điểm yếu của bản mệnh là khá e dè, chưa đủ quyết liệt và do dự, không quyết đoán nên bỏ lỡ nhiều cơ hội vươn lên, cần biết giữ khoảng cách bản thân hơn. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường xám, trắng, quý nhân phù trợ, dần, tuất. Tử vi tuổi Hợi. Tử vi ngày 22 tháng 10 năm 2016 của tuổi Hợi được tam hợp cục nâng đỡ nên khéo léo, thông minh, nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cuộc, rất có lợi cho công việc và sự nghiệp. Bạn đi trước người khác một vài bước nhờ có mối quan hệ, bản tính lương thiện lại tài hoa nên người tuổi Hợi khá được hâm mộ. Bạn trở thành ngôi sao ở nơi làm việc, thêm vẻ hài hước, duyên dáng thì nhất định thu về không ít người khác phái, nhân duyên tương đối ổn định. Tình cảm gia đình lại không tốt, chính vì thế nên bản mệnh không thích thổ lộ hay tâm sự với người nhà. Con số may mắn 5,
7. Giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, ánh kim, quý nhân phù trợ: dần, ngọ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Để xem thêm những thông tin hấp dẫn khác, mời các bạn truy cập vào website lịchngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. 10 nơi đừng tới vào ban đêm để tránh âm khí. Xin chào các bạn yêu mến chương trình của Lịch Ngày Tốt. Ngày hôm nay, Lịch Ngày Tốt sẽ đem đến một chủ đề rất huyền bí, đó chính là âm khí và tâm linh. Có thể bạn không bao giờ tin rằng có linh hồn tồn tại xung quanh chúng ta, nhưng thực tế lại không như vậy. Cuộc sống của chúng ta chứa đựng rất nhiều điều huyền bí mà câu trả lời vẫn đang bỏ ngỏ.